Theo đó, đến nay Hà Tĩnh đã cấp 73 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.000 ha, trong đó có hơn 770 ha lúa, hơn 89 ha cây ăn quả, hơn 37 ha chè, 17 ha rau các loại. Để đạt các quy định cấp mã vùng trồng, Hà Tĩnh đã chú trọng xây dựng các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất bền vững hoặc theo yêu cầu cụ thể từng thị trường đảm bảo số hóa vùng trồng thiết lập và giám sát mã vùng trồng qua đó góp phần giúp người tiêu dùng và cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm đồng thời đây được xem là giấy thông hành để nông sản tăng sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu chính ngạch ra thị trường quốc tế